Mà em test đúng trời mưa đúng không? Đúng rồi, bữa nay em xe đông quá, cái chỗ ở đây có bị gì không? Em là nó ngã từ từ. Em chạy nhanh một xíu nữa, em dăng như đâu. Mà tới hai lần. Chị em bị thâm nhiều nên là cứ chữ chị được không chị? Thâm nắng lâu, thâm của em thâm sau nắng lâu hết chứ, là 100% là sẽ hết nhưng mà hơi lâu á. Trừ cái máu thâm nó có lấy ra được không chị? Mất cái này không phải là máu thâm mà do tổn thương nó bị thâm. Còn cục nào mà vi mũ ở trong là phải lấy ra, nhưng không bằng rỗ. Rỗ là không trị được á. Có thuốc tiêu trị thâm không? Có hả? Xí gì tự vấn nha em. Dạ. Em đi lần đầu hả? Em đi mấy lần rồi. Mày chưa dùng đồ bên chị hả? Dạ. Kiểu bao lâu em đi lần? Gần năm rồi em mới đi lại chị. Ôi trời trời trời, xỉu quá bé. Hồi nãy em xiên đi cái chập xong nhát rồi. Hồi nãy mà chị dâu giới thiệu qua cũng già, do em để mấy cái cục viêm cái này để lâu quá là không thăm. Dạ thăm cũng gần năm rồi. Thăm sâu chứ này là lâu hết lắm, rỗ này chứ thăm thì cũng dễ, rỗ cũng mới sợ.
cục hệ thống chảy nước mắt luôn.